Paul được đề cử làm nữ giám đốc đầu tiên tình báo quốc gia. Khi công bố các ứng cử viên mới nhất, nhóm của Biden thừa nhận rằng các viên chức ở vị trí mới của họ sẽ phải đối mặt với một thế giới bị hủy hoại bởi sự suy thoái của lãnh đạo Hoa Kỳ. Dưới thời chính quyền Donald Trump, cùng với sự hoài nghi càng ngày càng gia tăng của người Mỹ về giá trị của các bộ và cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia mà tổng thống Donald Trump thường xuyên chế nhiễu và làm suy yếu. Vào ngày 23 tháng 11 năm 2020, thì Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên bố đề cử Avril Hanks làm giám đốc tình báo quốc gia trong nội các của Biden. Điều này sẽ khiến bà trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ chức vụ này. Tổng thống đắc cử Joe Biden đã nhận được sự hoan nghênh trên toàn chiến trường về sự lựa chọn của ông đối với các vai trò chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia hàng đầu trong chính quyền sắp tới của ông. Bà Hanks nhận được sự ngưỡng mộ sâu sắc của nhiều người trong cộng đồng tình báo. Cựu giám đốc CIA John Brennan nói với NPR: Sự nghiệp tình báo của bà trải dài hơn một thập niên, từ tòa Bạch Ốc đến cơ quan tình báo trung ương tức là CIA cho đến Hội đồng an ninh quốc gia tức là NSC và Bộ ngoại giao. Nhưng các nhóm nhân quyền và những người cấp tiến đã bày tỏ sự lo ngại về sự lựa chọn của ông Joe Biden cho chức vụ giám đốc tình báo quốc gia. Vị trí giám đốc tình báo quốc gia được thành lập theo luật và được tổng thống George W. Bush ký thành luật vào năm 2004. Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia chỉ huy về điều hành tổng thể tiến triển tình báo nhưng không điều hành các hoạt động bí mật, vẫn hoạt động dưới quyền chỉ huy của cơ quan tình báo trung ương. Tuy nhiên, nếu được xác nhận thì bà hanks sẽ phụ thuộc vào việc giám sát chuẩn bị bản tóm tắt hàng ngày của tổng thống và trình bày cho ông biden tổng thống sắp tới dự định sẽ nhận được một bản tóm tắt thông tin tình báo mỗi ngày điều mà ông trump yêu cầu nhân viên của mình thay đổi sớm trong nhiệm kỳ của mình bà hanks một người mới có khả năng cao nhất sẽ không xa lạ với các đồng nghiệp mới của bà một số người cũng đã từng ở cấp phó trong các tổ chức tương ứng của họ dưới thời obama sự lựa chọn của ông Biden cho vị trí giám đốc tình báo quốc gia đã đóng một vai trò trung tâm trong cuộc chiến máy bay không người lái bí mật của chính quyền Obama dẫn đến cái chết của hàng trăm dân thường. Một số người chỉ trích đã cáo buộc Hanks đồng lõa trong việc CIA sử dụng biện pháp tra tấn hoặc kỹ thuật thẩm vấn nâng cao sau vụ 9/11. Được biết bà Ivo Danica Hanks sinh ngày 29 tháng 8 năm 1969 theo Newsweek Bà là con một của nhà khoa học kim họa sĩ Adrian Rabin và nhà sinh hóa Thomas Hanks. Năm 12 tuổi, bà Hanks phải chăm sóc cho người mẹ đau yếu qua đời 4 năm sau đó. Sau khi tốt nghiệp trung học thì bà đến Nhật Bản trước khi đến Đại học Chicago để lấy bằng vật lý. Sau đó bà tốt nghiệp tại trung tâm luật Đại học Georgetown. Sau khi tốt nghiệp trường luật, bà Hanks làm thư ký cho một thẩm phán phúc thẩm liên bang và sau đó vào năm 2002 làm luật sư tại văn phòng cố vấn pháp lý của Bộ Ngoại giao, theo Newick. Bà là cựu viên chức chính phủ, từng làm phó cố vấn an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc trong chính quyền của Barack Obama. Có nhiều kinh nghiệm làm việc với Biden, bao gồm cả nhiệm kỳ của bà là phó cố vấn của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện từ năm 2007 đến năm 2008, trong khi ông là thượng nghị sĩ của Delaware. Bà gia nhập Bộ Ngoại giao với tư cách là cố vấn pháp lý vào năm 2008. Bà từng là phó cục trưởng cục tình báo trung ương, là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này. Trước khi được bổ nhiệm vào CIA, bà được bổ nhiệm phục vụ trong văn phòng cố vấn tòa Bạch Ốc với tư cách là phó trợ lý tổng thống và là phó cố vấn về các vấn đề an ninh quốc gia bắt đầu từ năm 2010. Năm 2013, Giám đốc CIA, khi đó là John Brennan, đã bổ nhiệm bà làm phó giám đốc CIA và hai năm sau đó thì bà trở lại tòa Bạch Ốc với tư cách là phó cố vấn an ninh quốc gia chính. Đây là lần đầu tiên một người phụ nữ giữ một trong hai vai trò đó. Tuy nhiên vào ngày 13 tháng 6 năm 2013, Tổng thống Barack Obama đã rút lại đề cử của Hanks vào vị trí cố vấn pháp lý của Bộ Ngoại giao, thay vào đó chọn bà làm phó giám đốc cơ quan tình báo trung ương. Bà Hanks được đề cử để thay thế cho Michael Morrow, phó cục trưởng CIA và là cựu giám đốc. Văn phòng của phó giám đốc không phải được Thượng viện xác nhận. Sau đó, bà Hang được nhậm chức vào ngày 9 tháng 8 năm 2013, ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ của Morrow. Bà Hang là người phụ nữ đầu tiên từng giữ chức vụ phó giám đốc, trong khi Gina Haspel là nữ sĩ quan tình báo đầu tiên được bổ nhiệm chức vụ giám đốc. Bà thay thế Tony Blinken làm phó cố vấn an ninh quốc gia tại tòa Bạch Ốc, một vị trí mà bà giữ cho đến cuối thời chính quyền Obama. Bà trở lại tòa Bạch Ốc vào năm 2014 để trở thành phó cố vấn an ninh quốc gia. Năm 2015, bà Heng được giao nhiệm vụ xác định xem nhân viên CIA có liên quan đến vụ gian lận máy tính của các nhân viên Thượng viện, là người báo cáo đến Ủy ban Tình báo Thượng viện về việc tra tấn CIA sẽ là kỷ luật hay không. Bà Hang đã chọn là không kỷ luật, đánh đổ tổng thanh tra CIA. Sau đó, bà tham gia vào dự án CIA, chỉnh sửa báo cáo của Thượng viện để công bố. Bà cũng là nữ phó cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên. Trong những năm ở Tòa Bạch Ốc dưới thời Obama, Bà Hanks đã đóng một vai trò quan trọng khi hợp tác chặt chẽ với John Brennan trong việc xác định chính sách của chính quyền về những vụ giết người có chủ đích bằng máy bay không người lái. Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ chỉ trích mạnh mẽ chính sách của Obama về vụ giết người bằng máy bay không người lái là không đáp ứng các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Trong vụ rò rỉ email của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, bà Hanks với tư cách là phó cố vấn an ninh quốc gia, đã triệu tập một loạt cuộc họp để thảo luận về cách ứng phó với vụ gian lận và rò rỉ. Sau khi rời tòa bạch ốc, thì bà Hans được bổ nhiệm vào nhiều chức vụ tại Đại học Columbia. Bà là học giả nghiên cứu cao cấp và là phó giám đốc của dự án Columbia World, một chương trình được thiết kế để mang lại học bổng học thuật về một số thách thức cơ bản nhất mà thế giới đang phải đối mặt và được chỉ định làm giám đốc tiếp theo của chương trình vào tháng 5 năm 2020, thay thế cho Nicholas Lehman Bà Hanks cũng là thành viên của Viện Nhân quyền và chương trình luật an ninh quốc gia tại trường luật Columbia và là thành viên cao cấp tại Viện Đại học John Hopkins. Bà cũng phục vụ trong một số hội đồng và nhóm cố vấn bao gồm Ủy ban Quốc gia về quân sự, sáng kiến đe dọa hạt nhân và người tị nạn quốc tế và là một thành viên xuất sắc tại Viện Chính sách An ninh và Luật tại Đại học Syracuse. Năm 2018, thì bà Hanks là người thẳng thắn ủng hộ việc Tổng thống Donald Trump đề cử bà Gina Haspel làm giám đốc CIA, điều mà ngay cả một số đảng viên Dân Chủ phản đối với lý do là bà Haspel điều hành một nhà tù bí mật của CIA, nơi mà các tù nhân Al-Qaeda bị tra tấn. Vào những giữa năm 1990, Bà sở hữu một hiệu sách và quán cà phê độc lập tại Baltimore, nơi tổ chức những đêm tình dục như được ghi lại trong một câu chuyện Baltimore Sun vào thời điểm đó. Cửa hàng được tờ Baltimore City Paper chọn là hiệu sách độc lập thành công nhất vào năm 1997. Theo hồ sơ của Newick, trước đây, bà từng học đại học một năm ở Tokyo, nơi bà giành Dino của môn Judo sau khi rời tòa Bạch Ốc, bà đã tư vấn cho nhiều công ty khác nhau, bao gồm nhà thầu dữ liệu an ninh quốc gia Palantir, về sự đa dạng và nâng cao vai trò phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ, theo tiểu sử của Brookings được Intercept khai thác. Vai trò mới của bà Hanks Bà sẽ thay thế giám đốc tình báo quốc gia John Grafflitz của Tổng thống Donald Trump. Bà sẽ chịu trách nhiệm giám sát chương trình tình báo quốc gia, cũng như là cố vấn chính cho Tổng thống. Chương trình là một liên minh gồm 17 cơ quan và tổ chức thu thập và phân tích thông tin tình báo để thực hiện các hoạt động đối ngoại và an ninh quốc gia. Joe Biden đã nói về một số vấn đề tình báo quốc gia mà ông muốn giải quyết trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Trước đó, ông đã nói về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016, nói rằng quốc gia đó sẽ trả tiền cho sự can thiệp của mình sau đó và cuộc bầu cử năm 2020. Các viên chức tình báo cũng tin rằng Trung Cộng và Iran đã cố gắng tham gia vào chu kỳ chính trị của Hoa Kỳ vào năm 2020. Joe Biden và bà Hanks đã phải đối mặt với những khó khăn trong quá trình chuyển đổi. Donald Trump đã không hợp tác với nhóm của Biden để chuyển giao các quyền lực một cách hòa bình. Theo hãng tin AP, thì Joe Biden cho biết là ông chưa nhận được bất kỳ cuộc họp giao ban tình báo nào các khoảng trống bảo mật bị trì hoãn cũng là một vấn đề hiện tại không một thành viên nào của nhóm chuyển đổi có thể chia sẻ thông tin tình báo với nhóm chuyển đổi của joe biden